Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay bạn Trúc Anh bạn ấy hỏi mình là có bộ nào là bộ đất đá hay không, thì nó có bộ đá đây rồi, ok. Rồi ngoài ra thì hôm nay mình sẽ đáp ứng yêu cầu nữa của các bạn, đó chính là mình sẽ chơi thử bộ dung hợp ha. Mình sẽ dung hợp những cái con mà liên quan tới đất đá này, trừ cái con mà phải sử dụng mình nó ra, tại vì nó tính chưa cái quái mình cầm trên tay luôn, thành ra cái riêng cái con mà alpha beta gì ghép lại với nhau á thì thôi con đó xin phép thì không có dùng, nhưng mà những con khác thì ok. Rồi nói chung là ở đây mình để ra hai con dung hợp ha, một con này với lại một con này, thì nói chung là để dùng cho vui thôi, chứ mình cũng thấy mấy con này thì cũng không mạnh chi cho lắm, nhưng mà cũng được đi. Rồi đây để hai lá coi coi ảnh chơi trò gì với mình. Như là bộ này là bộ đá mà nó có kết hợp siêu sạch nha, thành ra mình bắt buộc phải lấy thêm một ít quái của mấy cái bộ khác qua. Và nguyên nhân phải lấy qua là tại vì á, là cái con đá thiên niên kỷ á, thì nó đòi hỏi chúng đây là con này thì nó là dùng hai con bên bộ đá luôn, nhưng mà cái con này á, thì nó lại đòi hỏi với con eo cổ đại, mà con eo cổ đại thì nó nằm bên bộ pháp sư cơ. Rồi cho để coi hai lá này là hai lá gì mà núp bài xuống hoài. Chết vào bộ diệt bài rồi các bạn, mình chơi mấy cái bộ sức kiểu này sợ mấy cái lá diệt bài lắm. Dứt lẹ chứ không, rồi mệt. Lưu ý là mình đang chơi ở mức 7 sao nha, tại vì mới chơi dung hợp mình không có dám chơi 9 sao. Mình chơi 9 sao mà đụng phải anh này dễ thua lắm. Tại nếu mà mình có những cái lá bài mà nó mang cái tính đó là nó lắc léo một tí thì còn đấu với Maric được, còn đấu sức thuần tí mà chơi với Maric dễ thua lắm. Có bạn thì nói với mình là thích mình coi mình chơi cái bộ bộ gì ta, à đúng rồi, bộ diệt bài, nhưng mà cái đó thì chơi hoài cũng chán ghê đúng không em. Thì đó từ từ anh chơi bộ khác rồi mốt anh lại chơi diệt bài cho em xem nữa. Nói chung là em cứ yên tâm, anh thì còn chơi đánh bài dài dài ha. Thì đó nói chung là nói anh em cho vui thôi, chứ mình thích nói là bạn với mình hơn, thì tính mình thì không có thích có trình dưới khi mà đã trên không gian mạng. Cho nên là nói chung là cảm ơn bạn đã ủng hộ mình ha. Rồi hai con này ghép lại là nó ra được cái con đó nè, nhưng mà bây giờ phải có cái sân nữa. Mình không dùng cái lá của dùng cái lá dung hợp nha, mà mình sẽ dùng cái sân để mình dung hợp luôn cho nó được lâu dài. Đừng có cười vội anh ơi. Mình lấy luôn con này để mình special summon. Bộ đá này nó không có những con summon 5 sao hoặc là 6 sao, nó có con 7 sao với con 8 sao trở lên nha. Mà mình thì không ưa mấy cái con mà dung mà summon mà phải hiến tế hai con kiểu đó. Còn mấy con 6 sao của nó mình coi qua là toàn dung hợp không à, buồn ghê gì đó. Bởi vì mình không có đem theo cái lá thu phục là tại như vậy. Mình cũng bỏ cái lá 6 cái hộp bí ẩn ra rồi. Rồi mình làm lẹ thắng luôn. Rồi đấu với bộ diệt bài này chúng ta không nên kéo dài thời gian các bạn. Rồi ok, gián này thắng trong vòng 3 phút. Rồi tiếp tục nè các bạn. Đánh ở mức 7 sao thì nó tương đối nhẹ nhàng tí. Chẳng qua đối phương nãy ảnh chơi không có úp tráp rất nhiều thôi, chứ thật ra là nãy mùa hơn nữa mình ra được cái lá này là mình phá được cái microphone của ảnh, chứ không mà mình cũng mệt. Đấy úp xuống nhiều đấy. Chơi bộ diệt bài này cái tap hold nó cũng hơi vô dụng tí. Chơi rồi, chơi cái bộ bài này thì chủ động tấn công luôn đi, úp xuống luôn. Rồi con này là con chi, khả năng cao nó là một con kéo bài rồi, à con này á. Rồi kể nó vậy cũng tốt, tại mình hơi tiếc cái lá này thôi. Rồi hay quá, anh dở lên nó bắn mình cái là thấy mấy chỗ trời ngay. Thử anh hay dùng mặt nạ hại em, giờ em dùng mặt nạ hại là anh đây. Tại úp mới có một con mà chưa chắc gì nó là mấy con có effect nữa, thành ra là mình khoan dùng cái Rakini này. Đây chơi là ảnh đường phát cũng vui. Trời nữa hả, tỷ lệ bài quái với bài phép trap của mình là cân bằng, mà sao nó tỉ ra bài quái ít mà nó ba bài phép trap nhiều vậy. Đó phá giờ phá đúng sâu của ảnh rồi nè, nhưng mà cũng chưa thắng được đâu, tại vì cái máu ảnh còn nhiều. Mình có đúng con này, mà con này thì nó chả mạnh, kéo một lần có 1.300 thì không phê. Bộ bài này của anh đảm bảo anh ra bài là anh úp chơi các bạn, anh không có ra ngửa đâu. Chỉ có anh gọi thằng ra rồi anh ngửa thôi, còn lại úp hết.
Đó, nói chung là chơi 7 sao thì anh không có nhiều trap anh để xuống, anh ra mà nãy giờ các bạn thấy mình thắng thế rồi chứ chơi bộ này mà lên 9 sao anh đánh mình chỉ con luôn. Rồi đấy, thấy trúng lá này là mình mệt rồi đấy. Rồi bị kéo hai con vô khả năng cao mất mớ bài cho coi nè, ảnh thì không mất lá nào cả, tại lá này nó chết rồi là coi như thôi. Một lá, hai lá, ba lá. Rồi con heo cổ đại. Rồi trở lại con này thôi cũng được. Rồi qua lượt qua lượt. Tại các bạn thấy chưa, ăn không có dễ đâu. Anh núp rửa cho coi biết lắm mà. Đây là không có trap thì kèm là nó cũng đỡ. Trời đất ơi cái bình này á. Rồi thôi chấp nhận thương đau không hỏi tại sao luôn. Anh chơi cái bộ này mà mình phiêu xanh là nhiều khi giá bài phiêu xanh mình văng vô nữa. Rồi hai. Phá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cũng may là mình không có đem theo con này. Mình ra bài rồi nên không được bỏ xuống nữa. Rồi thôi hai con này mỗi con một phát cũng được. Mình đang có trap hơn ảnh mà ra đám bài quái nào bắn con này của mình thì mình cho ảnh đi về trời luôn. Đúng rồi là cái này là đi xuống gặp đi xuống hố chứ mới đi về trời. Hoặc là cũng có thể là cái xác đi xuống mà cái hồn mình đi lên cũng được, cũng có thể nói như vậy. Not bad. Not bad. Rồi ok vô không anh. Anh em mình cùng vui nào. Hay da, nữa rồi. À hay 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 hay. Và trên màu ba lá hả, mình có hai lá đây nè. Thôi phá trước cũng được. Một lá. Rồi lá này là lá à rồi ok, nhỏ. Ảnh cũng không có nhiều bài lắm để mà ảnh không ấn đâu các bạn khỏi lo. Phá. Microfo biết lắm mà. Rồi đây, chơi luôn đi. Vô đụng cái bộ dịch bài này thì lá này nó cũng hơi vô dụng một tí. Rồi bắn phát. Rồi là con quỷ nổ. Poor performance indeed. Kệ nó, lấy bình hoa gõ đầu ảnh một cái được rồi các bạn. Chả tiếc. Mà nói thiệt các bạn, bắn nhầm mấy con này một cái mà mình lỡ mình phiêu sành ra một cái thì mình thấy mình cũng mệt đó. Rồi. Rồi tốt thôi, em làm được cái gì anh bây giờ. Rồi để lượt sau anh úp bài xuống rồi mình chơi. Bây giờ dở lên không mình lỗ. You're merely postponing the inevitable. Rồi chơi. Damn you. À, phá được con này là cũng tương đối thành công rồi đấy. Cái lượt của mình thì mình được bắn luôn. Con này phải cầm lên rồi. Chơi luôn đi, bộ bài này không cần phải thủ, tại anh có bắn rồi mà thủ. Rồi cái này giúp bài nè, thần ra nè, đắc hôn nè, giải tỏa mặt bằng nè, cầm lên nữa nè. Rồi anh cầm lên hết là mình bắn thoải mái luôn. Rồi xong đời ảnh rồi đấy. Rồi thôi hãy khóc đi đừng ngài ngôn. Đây con này thì hiến tế một con hệ thổ là dùng được. Con này nó là đá nhưng mà nó là tiếng âm nha các bạn. Con nó là các bạn nhìn nó là đá nhưng mà nó rốc nên mình nó là thuộc tính này là tiếng âm. Ở trên đây là mình vẫn dùng được là tại như vậy. Rồi bây giờ thì ông anh muốn nói lời sau cùng không? Hết bài cho ông anh chơi em rồi. Rồi đây vô. Rồi thôi con cho con này quýnh nhẹ nhàng cái thôi. Vậy là chưa phiêu xanh được nha các bạn. I can't lose, not to you. Rồi tiếp tục nào.
Với lại cái con mà kết hợp ba con nó tính là Special Summon chứ không phải là Fusion. Mới đầu mình tưởng nó là Fusion rồi mình bỏ nó vô cái extra deck nó không chịu. Nó nói cái lá đó là lá Special Summon cơ. Tức là mình phải cầm vậy, bỏ nó vô cái deck này luôn chứ không phải là extra deck. Rồi thì đây như mình đã nói hôm biết này là đang đánh 7 sao cho nên là Maric hơi yếu, tại đúng rồi là anh yếu là không có trap thôi. Maric thì bài của anh thì thường cũng không mạnh lắm, nhưng mà bài của anh thì nó rất là lắc léo, mấy cái lá trap rồi mấy cái lá bài của anh hay có effect. Nó khác với đánh như Yugi, Yugi dùng sức hơi nhiều. Thế nhưng Yugi thì nó cũng có cái tính lắc léo của Yugi mà không bằng Maric. Yugi thì đánh theo kiểu chính quy hơn. Zoe cũng hay thường dùng sức. Cái ba thì chơi kiểu con nhà giàu, còn Yugi bay thì nói chung là nó hơi cơ bản, thành ra mình không đánh giá. Nói chung là cũng này kia, tại nó chưa có bộ bài của anh thì nó mang tính nhất là nó có khá nhiều cái điểm chung. Rồi tốt thôi, bộ đá thì nó có cái con này hay nè, được gọi ra luôn, nó có 4 sao à. Nhưng mà bây giờ gọi con đó ra luôn thì mình thấy là mình hơi lỗ, mà riêng cái map, riêng dáng này chưa biết bộ nào thì mình nên thủ, không nên công. Đừng nói giật bài nữa nha. À không, có con này thì không phải giật bài. Thử. Từ từ. Not bad. Not bad. You're merely postponing the inevitable. Rồi, hay, phá được lá này là tốt rồi. Phá. Lá hồi sinh nè. Rồi, được lắm, giờ mới dám gọi con này ra nè. Quất cho ảnh một cái. Từ từ khoan dở con này lên nha. À là con này à, cũng hay đấy. Ném đi nó bị ảnh gài rồi. Rồi 1600 vẫn hơn ảnh. Sao con này điểm thủ nó bằng không, cũng không lật qua làm gì. Có chăng lật qua để đỡ tốn máu thôi. Oh. Bảo hảo đấy. Con nào 2000 hay 2400. 2400 chết rồi. 2400 thì mình thủ không nổi. Này chịu. Tại 800 lượng mình có 700 mà không có cái lá mảnh tường sông pha ở đây. Giờ lá này mới ra nhục thế. Rồi xong. Rồi ra tiếp đi ông anh. Gì đây? Rồi phóng quả đốt nhà. Not bad. Chưa gì cứ vô đốt nhà người ta. Rồi nói chung là ông anh biết, ảnh biết, mình biết là anh sẽ bắn con này, tại vì AI nó sẽ ưu tiên bắn cái con công hơn là con cũ. Cho nên đó là mình ưu tiên mình dụ dở lên, chứ có con này ở đây thì mình dễ chơi ảnh hơn. Con này điểm gần bằng ảnh cái lá này lên vừa rồi, lên nó dư ra miếng. Rồi con này thì có để thủ thôi các bạn. Chức năng con này từ thời của Yugi nó để thủ rồi. Cái hay của nó là vậy nè, đó nó có 3 sao thôi. Công 1.3 thủ 2.000, có thể nói là quá tuyệt vời luôn, không chê đâu được chứ. Rồi hai con này để dành Fusion thì cứ cầm để yên đó. Đây bắn. Con này là con chi? Ây da, con nhập à. Chà xui rồi. Con này là qua bản của Yugi nó trở lại là con mìn nha các bạn. Thành ra là mình bộ robo mà bữa bạn Trúc Anh cũng có hỏi á, thì mình hay là một số bạn có đề nghị mình chơi bản robo á. Bộ robo á thì để qua bản của Yugi rồi mình chơi. Còn ở bên này thì mình sẽ chơi bộ đá ha. Nhưng mà hiện tại là bên Yugi mod á là mình đang chơi bộ gì ta. À mình đang chơi bộ quỷ công mà mới chơi có một lần à, để chơi mấy lần nữa rồi mình đổi qua bộ robo sau. Bên này mình chơi bộ đá trước. Ây trời ơi. Rồi thôi khoan, lần này mình sẽ thí máu. Mình sẽ cố tình bắn để cho mình mất máu, cho ảnh ra đủ 3 con này luôn. Hồi ảnh gọi thần ra ra cái trap mình đang ở đây và cho thần ra xuống hố luôn. Hôm qua là cho thần ra khỏi ra rồi, còn bây giờ là cho thần ra xuống hố. Nói chung là vừa ra và bước vừa ra là vô hố liền ấy. Đó biết lắm. Cái lá này là chi dùng để hỗ trợ Fusion mà. Ê là Summon mà. Đấy biết chưa, thà khả năng cánh cầm ta cầm thần ra trong tay rồi. Chơi riết đoán được ý ảnh luôn. Này thì chà, không tính tới trường hợp này rồi các bạn ơi. Phen này mệt rồi.
từ. Không có đem cái hộp bí ẩn theo thì làm sao mà chơi cho đổi bài cho ảnh được. Cái lá đó cho gì? À rồi rồi, ok, trời thương, trời thương. Trời thương. Rồi. Chơi đi anh. À, máy khoan siêu cấp ha. Máy khoan siêu cấp ha. Này thì thần ra này. Dùng phải Kamayoko rồi, thần ra cũng đi ngay. Gì đây? À rồi, lá báo quan tài. Và cái quan tài này là cho anh nằm luôn. Rồi xong, ảnh 300, mình 300 nhưng mà máu mình còn thì ảnh thua. Rồi xong, như đây là đủ kéo sạch máu anh rồi. Đây, phát tiếp theo. Ông anh dở rồi nha. Có 7 sao còn mém thua. Bộ bài này đúng lý là phải xài cái sân sa mạc đó các bạn. Cái này không phải sân sa mạc mà nó là cái sân sân đất thôi. Nhưng mà tại vì mình đang fusion cho nên là mình sẽ lấy cái sân fusion nha các bạn. Mà xui quá nãy giờ cái sân nó không ra. Mình đem theo hai cái sân đó là phải đem ba cái, nhưng mà cái này cái sân này nè, tại đó giờ mình cũng không xài cái sân này. Nếu mà có là xài bản Legacy thôi. Tuy nhiên là giờ phải xem xét lại. Có lẽ là chắc lát nữa ra phải đổi lại lấy thêm một cái sân nữa chứ tỷ lệ ra sân thấp quá. Mình thì bản này hình như nó chưa có cái lá còn chuyên dùng để gọi sân. Bà phù thủy nhìn dễ thương chứ. Take this. Rồi, no. Chết cà. Rồi, cho bắn. 600 ha. Con này chết, đảm bảo anh gọi quỷ huyền thoại ra. Anh ra là khoan đã. Khoan hay đồng thủ. Em chuẩn bị sẵn rồi ông anh. Chơi. Thì ra là lá này. Chơi. Tiếp tục kiên thủ không đánh. Kiên thủ không đánh ha. Rồi. Cũng nghi nghi là anh sẽ gọi con này ra rồi. Đây là bộ tính âm quà của ảnh mà. Đấy. Mình bắn với con này họ ảnh gọi con quỷ huyền thoại ra là mình mệt nữa. Nhưng mà trường hợp này thì mình bắn được rồi nè. Còn lý do mình bắn được rồi á là tại vì mình có Marufo ở đây. Ảnh chơi mình là mình dỡ Marufo lên ngay. Đây, ôi, con này chứ không phải quỷ huyền thoại hả? Hay là bộ 7 sao chưa có ta? Tại đó ảnh ra con này thì cũng ok thôi. À rồi. Ảnh Summon các bạn. Thằng ra nữa hả? Rồi ok, thằng ra là dính Kamayoko nữa rồi. Thằng ra là con chim nha các bạn. Nè các bạn nhìn đây nè. Đó nó win speed, tức là wow, mảnh thú mà có cánh á. Rồi cuối cùng cũng ra, nhưng mà bây giờ lại chưa có mấy con bài nguyên liệu. Trời ơi, khó khăn lắm mới ra được cái sân. Ảnh không cho mình fusion rồi các bạn ơi. Chơi một phát. Cái sân của tôi khó khăn lắm mới ra được cái sân. Thiệt là buồn quá đi. Ây da, thiệt là không vui một chút nào hết. Hả? Cái này buồn hơn nè. Ê trời ơi, chết tôi rồi. Rồi, ảnh đi hai lá. Giờ biết làm sao đây. 2003 của tôi. Rồi hay quá. Ôi vui quá, xa là vui.
nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thiệt tươi. Hả? Ây da, lợi hại. Rồi con này ra sân, mình cho anh ấy một phát 500. Rồi thế là xong. Sau đó thì lượt sau em cho anh biết cái nào đoạt mạng 4000 của nhà phát minh Đạt Giang Tây. Chơi này thần ra này, để cái lá này ở đây dọa em à. Em vẫn còn tới 1700, không anh còn 300 thôi đấy. Không anh đúp bài xuống thì ông anh cũng than. Vì ông anh sẽ bị phong ấn đó mà. Rồi hai con này ra nó đè ông anh chết. Mà cho con này bắn cái gì nó mới vừa ra, nếu không là nó lại không được bắn phát nào nữa thì cũng kỳ. Rồi sau mình thắng hai trận. Rồi thôi cho em xin ba lá đi ông anh. Trời ơi, à rồi con này Gagago là con này summon bên bạ bên bộ tôi bò sát nè các bạn. No, this can't be. Rồi thôi ok. Rồi chơi tiếp nào các bạn. Nói chung là con biết là bữa nay mình chơi nhiều tập á là tại vì có bạn nói mình là anh nên chơi nhiều tập. Nói chung là chơi dài dài ra tí tại tập có 10 phút rồi coi không 20 phút coi đó không có đã. Rồi thì ok bữa nay mình chơi nửa tiếng ha. Thì đó nói chung á là bữa giờ mình bình luận các bạn thì mình đọc hết á chứ không phải không đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái nào mình làm được thì mình mới làm thôi. Hoặc là cái nào mà mình làm được mà mình thấy khó thì chắc mình cũng không làm. Nó vô là cái gì khó bỏ qua. Con này ra trước các bạn, tại khả năng cao ảnh ra con 1900 nữa là mình cũng mệt. Anh này tính ảnh cũng hay xài con bò sát 1900 mà nó cộng 1000 máu lắm. Rồi lá này thì cũng phải hủy, tránh anh rút bài. Ảnh dùng lá này ảnh dễ gọi thằng ra đó lắm, tại nó giúp anh rút bài mà. Mặc dù cái lá này nó có tác dụng khi nào ảnh chơi hồi sinh thôi, nhưng mà cứ diệt nó trước đi. Món quà thiên thần. Hay cha, nhiều quá vậy ta. Rồi hay quá, có lá dùng để thủ rồi, giờ có Marufoy hay gì đó cũng không sợ. Bách tiên thi nhãn là lá này mãi chưa lấy được. Cái lá này kỳ lấy được rồi là bỏ vô chơi cực kỳ sướng luôn. Mà giờ không được, chưa lấy lại được nó. Rồi không sao, con này bình thường. Trời, bị anh bắt rồi. Ba trăm. Chơi. You're merely postponing the inevitable. Hai. Damn you. Ba. Chơi, trả cái con người khổng lồ đá này cho tôi. Rồi, cho ảnh mấy một phát. Rồi, xong. Úp bài xuống thủ thì khả năng cao là con thủ 2000. Nhưng mà cũng có thể là con khác bắn thử rồi biết. À là con này cũng mệt. Anh ta cũng sợ là nó rồi cho nên lấy con mạnh nhất bắn trước. Nếu là con thủ 2000 thì mình đỡ tốn máu. Mà nếu mà là con này mất luôn con mạnh đó thì con yếu mà bắn được phá. Lấy con yếu bắn ảnh thì ảnh lại lấy cái con này ảnh phá cái con mạnh của mình thì mình lại không bắn được. Chà, ảnh cũng đang nét bài, hay quá. Rồi đây, nhưng mà phải có con kia mới fusion được. Rồi, chơi.
Rồi dính Kamiyoko rồi. Rồi vô tiếp các bạn. Ảnh ra con này thì cũng cho ảnh xuống hố luôn. Lại con này mà nó để băng mình bắn nó thì nó lại gọi một con hệ thủy khác ra. Và khả năng cao lãnh gọi con Jam. Rồi lá này úp xuống trước và tính. Rồi bỏ hai lá bài nó xuống đi anh. Rồi khoan đã, khoan đã, khoan đã. Đầu tiên là gọi con này ra. Hình như cơ hội tới rồi các bạn ơi. Đây mình hồi sinh, mình lấy con này lên lại, sau đó bấm vào đây để kích hoạt. Đương nhiên là con này. Rồi cuối cùng cũng gọi được ra rồi. Fusion. Đây hay quá. Rồi phù thủy cát ra trận. Mà cũng hơi thắc mắc nha. Cái con eo kia là nam. Cái con người khổng lồ đá đó thì về cơ bản thì không có giới tính. Nhưng mà nhìn nó thì cũng thường mấy cục đá này người ta liên tưởng cái nam giới. Khi nào liên tưởng cái nữ giới. Hai thằng con trai nhập lại nhau để ra một đứa con gái. Mà còn ra phù thủy nữa chứ. Mình hơi thắc mắc cái logic khi mà Fusion hai con này lại với nhau nha. Rồi no. Rồi đây cuối cùng cũng Fusion được. Như là có duyên thì Fusion được thôi các bạn. Chứ một phần nữa là mình cũng không đặt nặng cái vấn đề Fusion. Ông này nói là nhìn thằng này kiểu gì nó cũng giống con trai hay là con gái. Tất nhiên nó cũng có thể là con gái mà nó giống con trai. Nhưng mà rõ ràng là nó giống con trai. Nó giống con trai hơn. Rồi chơi. Là cái lá này thì hay rồi. Hay rồi. Rồi mà khoan từ từ. Có mảnh trư sông pha ở đây rồi. Rồi tiếp đi anh trai. Vô. Ây à. Ừ. Dở rồi. Này thì máy khoan siêu cấp hả? Để xem mảnh tư sông pha của ta đây. Nhưng mà lại không loại được con này mới là điểm dở. À ảnh lại lật qua lại có lợi cho mình. Anh không có bài để úp xuống. Trời con này nữa hả? Hơi dở đó nha. Thủy độ thì cứ để đó. Lật qua là dở rồi ông anh. Ông anh không biết lá này chỉ dùng được có một lần à. Dở quá là dở. Đúng rồi là nhát quá là nhát. Rồi xong. Vô. Sao tôi sẽ mê đá banh nào. À là con này. Rồi cho bắn một cái luôn. Thử. Phản đam luôn. Không tiếc. Có ba tráp bài phép gì không? Một lá hả? Lá cũng chơi luôn. Rồi có con này ở đây là ngon cơm rồi. Chơi luôn. À con gì đây? À con này à. Rồi lượt sau ảnh cũng là người chịu thiệt thôi. Rồi không biết kéo được hết máu của ảnh trong dáng này không ta? Trong lượt này không ta? Chắc là không rồi. Not bad. 1000. Không đủ rồi các bạn. Thiếu một tí. Rồi vô. Rồi còn 500 để coi anh phản công như thế nào. Rồi vô đi ông anh. Oh. Oh. Oh.
Ây da, fan này mệt rồi đấy. Chơi luôn, thủy độn, thủy long đạn. Rồi xong. Lá bài này công thủ đều được. Một cú, con này nó cầm kiếm mà. Một cú chém người khổng lồ đá nào. Rồi cuối cùng thì nửa tiếng chúng ta quýnh được 6 trận các bạn. Mỗi trận bình quân 5 phút. Trời con này nữa. À đây là con này bên bộ phong khá là ngon, hoặc là chơi bộ pháp sư của nó cũng được. Mấy con này là Gemini là lưỡng tính, nhưng mình chưa biết cái lưỡng tính này nó tính như thế nào nữa. Bạn nào hiểu cái cơ chế lưỡng tính này thì chỉ giúp mình nha. Why can't you understand? Do you really believe the world is worth saving? Rồi rồi, thế giới này có đáng cứu hay không thì chúng ta không có quyền quyết định anh nha. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là bánh hộp, bộ bài này có lẽ phải chỉnh lại chút xíu để dễ phim sành hơn, chứ như vậy thì hơi khó. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.